7 lý do tại sao bạn nên lựa chọn Đại học Công nghệ Sydney. Thứ nhất, về vị trí. Đại học Công nghệ Sydney có khuôn viên nằm ở trung tâm của một trong những thành phố lớn trên thế giới, nằm trong khu công nghiệp sáng tạo và kỹ thuật số của Sydney, nơi tọa lạc gần 2/5 trong tổng số các trụ sở chính của ngành công nghiệp sáng tạo tại Úc và 7/10 tổng số công ty quốc tế lớn về IT. Bên cạnh đó, trường chỉ cách ga trung tâm Central Station, một trong những nút giao thông chính của thành phố, 5 phút đi bộ, giúp cho sinh viên rất thuận tiện trong việc đi lại và di chuyển. Thứ hai, về cơ sở vật chất, sinh viên được học tập trong một khuôn viên năng động với các tòa nhà từng đoạt giải thưởng, cơ sở vật chất hiện đại và thiết kế bền vững. Sinh viên được trang bị không gian học tập với các thiết bị công nghệ mới nhất như bảng thông minh, màn hình plasma, màn hình máy chiếu cảm ứng, rất thuận tiện trong việc sử dụng. Thư viện của trường được coi là một trong những thư viện sử dụng công nghệ hiện đại nhất tại Nam Bán Cầu, với hệ thống mạng Internet không dây và mạng lưới máy tính kết nối từ xa. Các khuôn viên mới xây dựng của nhà trường được nâng cấp trong thời gian gần đây, thay đổi hoàn toàn diện mạo và khuôn viên của Đại học Công nghệ Sydney. Thứ ba, về xếp hạng, Đại học Công nghệ Sydney giữ vị trí số 1 trong nhóm 50 trường đại học dưới 50 tuổi hàng đầu thế giới, theo QS năm 2021. Xếp hạng trong top 150 trường đại học hàng đầu thế giới, theo QS World University Rankings 2021. Các chuyên ngành nhận được sự đánh giá cao nhất đó là nghệ thuật và nhân văn, công nghệ kỹ thuật, khoa học xã hội và quản lý. Thứ tư là về đối tác và liên kết với nền công nghiệp. Trường có hơn 150 đối tác trong ngành để giúp định hình các nội dung khóa học và nội dung các chuyên ngành. Thứ năm, về nghiên cứu. Trường tập trung vào nghiên cứu các chủ đề hàng đầu nóng hổi của thế giới trong hiện tại và trong tương lai. Thứ sáu, về dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Các dịch vụ hỗ trợ mà trường cung cấp bao gồm từ trợ giúp tiếng Anh, dịch vụ nghề nghiệp đến các dịch vụ về y tế và tư vấn. Trong đó có rất nhiều các dịch vụ miễn phí. Sinh viên sẽ được tận hưởng một cuộc sống sôi động với nhiều cơ hội để phát triển và gặp gỡ mọi người. Tham gia hơn 100 câu lạc bộ khác nhau từ taekwondo đến nhiếp ảnh, cờ vua cùng các hoạt động và tổ chức vui chơi giải trí. Thứ bảy và quan trọng nhất đó là học bổng. Trường cung cấp các suất học bổng từ 25% đến 100% học phí cho các sinh viên có thành tích cao. Liên hệ với tư vấn du học Fisco để nhận các thông tin tư vấn chi tiết nhất về học bổng và du học Úc.